She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Lại là mình Nguyễn Thi đây. Thì tuần trước mình đang trễ video mọi người, thế cho nên là tuần này thứ tư mình mới đăng. Và trong cái video tuần này thì mình sẽ cho mọi người coi là những cái video mà mình đã edit và mình đã quay, xong rồi cái mình không đăng tại vì cái thời lượng nó quá ít. Và có tầm 3 cái video như vậy, chính xác là 3 cái video mọi người. Thế cho nên là hôm nay mình đã ghép 3 cái video đó lại thành một cái video. Và có một cái điều gọi là nó trùng hợp là tất cả các ngày này đều là ngày mưa. Thế cho nên là đã có cái video này. Và trong cái video này mọi người sẽ nghe tầm chắc tầm 3 lần, tính luôn lần này là 4 lần. Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Nguyễn Thi đây. Thì ok, nói chung là một cái video mà nó tổng hợp nhiều cái video ngắn. Nói chung là vậy đó mọi người, ok và vào thôi. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Nguyễn Thi đây. Thì hôm nay là cho mọi người coi nè, trời ơi, hôm nay là một ngày trời cực kỳ mưa luôn á. Nhưng mà không hiểu sao, tự nhiên cái trời mưa vậy cái mình cũng muốn bấm máy để quay một cái gì đó. Và ok, vào thôi. Và cũng như tất cả các bạn đã thấy thì mình vẫn chưa make up xong. Thế cho nên là bây giờ mình phải tiếp tục cái lớp make up của mình. Nhưng mà cũng nhanh thôi, thì cũng đã tới bước cuối cùng, đó chính là bước đánh son. Thiệt ra là mình đã đánh cái son lên mỏi mình rồi mọi người, nhưng mà mình vẫn chưa ưng cái màu đó. Thế cho nên là mình đánh lại và mình bấm, thế là xong. Tiếp theo mới mệt nè mọi người, mình luôn luôn phân vân kiểu tóc của mình phải làm như thế nào. Kiểu như này là như này. Thôi kệ đi mọi người ơi, bây giờ mình vẫn chưa nghĩ ra là cái tóc của mình nó sẽ như thế nào. Thế cho nên là bây giờ mình sẽ hát cho mọi người nghe nha. Không, thì ra là bài này mình hát tặng mẹ ngày 20 tháng 10 á, nhưng mà mọi người cũng nghe đi cho vui. Khi còn thơ bé, con vẫn hay đòi mẹ khóc nhẹ để được mẹ dỗ dành. Và kể con nghe những câu chuyện cổ tích, từng đêm mẹ vẫn ngồi đây để con được những giấc. Ngày xưa khi còn thơ bé, con vẫn hay đòi mẹ khóc nhẹ để được mẹ dỗ dành. Và kể con nghe những câu chuyện cổ tích, từng đêm mẹ vẫn ngồi đây để con được những giấc ngủ say. Luôn yên bình trong những giấc mơ đêm về, tình yêu thương bao la mẹ dành tất cả cho con. Mẹ yêu hơi những vấp ngã trong đời, có lúc khóc khi cười thì mẹ luôn sát bên. Những năm tháng tao tận nuôi lớn con nên người, trọn đời con sẽ mãi không quên. Và ngày mai khi đã lớn khôn rồi, con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ. Con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẻ chia. Con yêu mẹ nhiều lắm. Và ok, như vậy là cũng đã hết bài hát và mình cũng đã tìm được cái kiểu tóc cho mình. Nhưng mà mình mới vừa quay được có một clip TikTok à. Kiểu vẫn còn hơi tiếc tiếc với cái lớp make up này á mọi người. Thế cho nên là bây giờ mình sẽ quyết định ngồi ra cái bàn của mình để coi coi là có cái gì để giới thiệu cho mọi người không, để quay cho nó có nhiều cảnh xíu cho đỡ tiếc lớp make up. Thì đây mọi người, đây là cái món mà mình muốn giới thiệu cho mọi người. Trời, mọi người nhìn này, mọi người đâu biết là gì đâu phải không? Thì này là một dạng kem dưỡng da cổ á, và là của một cái hãng mà mình đã giới thiệu cho mọi người trước đó rồi, đó chính là By Miss, một hãng đồ nội địa Trung. Ok, thì quay trở lại với cái kem dưỡng ẩm này, nghe tên dưỡng ẩm thì cũng biết là nó sẽ dưỡng ẩm cho cái cổ đó. Và thêm một cái nữa là mọi người có thấy mấy cái vết hằn hằn ở trên cổ không? Thì khi mà mọi người dùng cái này về lâu về dài á, thì mấy cái vết hằn đó nó cũng sẽ mờ đi từ từ. Xong rồi nó có mất tiêu hay không thì mình không biết, nhưng mà nói chung là mình thấy nó mờ đi đó. Và sau đó là mọi người sẽ có một cái cổ xanh sạch đẹp và mịn. Và ok, thì đó là cái tuýp này. Và sẵn đang nói về By Miss thì mình cũng sẽ cho mọi người coi một cái này của By Miss nữa, mình cũng thích đó. Cái chai dầu thơm này nè mọi người, trong cái chai dầu thơm này nó có bling bling nữa, kiểu mấy cái kim tuyến á. Trời, nghe hai chữ
dầu thơm mà lỡ nó không thơm thì cũng kỳ. Đùa thôi mọi người ơi, thiệt ra là cái này nó cũng thơm á, nhưng mà cái mùi thơm nó hơi nồng với cả nó hơi mạnh một xíu. Thế cho nên là bạn nào mà thích mùi dịu nhẹ thì nên cân nhắc nha. Còn về cái bling thì má ơi, đẹp khỏi bàn luôn á. Và vì nó có cái bling thế cho nên là mình hay thích ở cái xương quai xanh, xong rồi một xíu ở ngay sau ót của mình cho nó thơm. Tại trời mới mưa xong á, chứ không á cái bling này ra nắng á nó chiếu hơi bị đẹp. Mà dạo này mưa đúng mưa luôn á. Trời ơi, mình tìm được một xíu nắng quay cho mọi người coi cái bling này nè. Nó xinh lung linh luôn á. Thiệt sự luôn á. U là trời. Và tất nhiên là mình cũng sẽ để link ở dưới phần mô tả cho mọi người, muốn mua thì mua nha. Ok, hết ngày 1 rồi đó mọi người. Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Nguyễn Thi đây. Hôm nay là một ngày mưa mọi người. Và cái ngày này thì mình tính làm một cái vlog kiểu như là quay TikTok hay là chụp hình gì đó tại nhà, nhưng mà nó bất thành mọi người. Tại vì mình với Diệt Thi có quay một cái clip xong là hai đứa ngồi cười tới sáng luôn, chứ không thể nào quay thêm bất kỳ cái gì được nữa. Mình nghĩ là sẽ có bạn biết cái video này nếu như mà các bạn follow TikTok của Việt Thi. Và mọi người cứ coi tiếp đi để biết được cái clip đó là cái gì nha. Và sau khi đã làm sạch cái chỗ chụp hình của mọi người xong rồi thì ai là cái chính trong cái bức hình của mọi người? Là mọi người đúng không? Là mình đúng không? Nên là mình đâu thể nào thấy ghê như vậy được đúng không mọi người? Đầu tiên là mình phải sạch và trải qua 7 4 9 các bước để mọi người có thể đẹp. Ok, và sau khi mà mọi người đã đẹp rồi thì trời, cái này chắc phải cũng mất cả tiếng đồng hồ á mọi người. Và bây giờ thì chưa chụp hình liền đâu mọi người, tại vì Thi muốn quay TikTok nữa. Nếu như mà một cái nhan sắc như thế này, trời ơi, bận công bao nhiêu lâu để make up như vậy mà không quay TikTok thì nó hơi uổng đúng không, hơi phí đúng không mọi người. Đó, thế cho nên là bây giờ đi quay TikTok trước nha. Đó thì tất cả mọi chuyện cũng từ đây mà bắt đầu. Mấy tình yêu đừng để ý mấy cái đống đồ dưới sàn nha. Tại vì mỗi lần mà tụi mình quay TikTok hay là quay gì á là cái đống đồ tự nhiên nó vậy à. Thì nói chung là phải chi mà quay mấy cái clip bình thường thôi thì nó cũng sẽ không có gì, không có gì cả. Nhưng hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Nguyễn Thi đây. Và hôm nay lại là một cái ngày khác. Và hôm nay mình muốn làm một cái video gọi là một ngày mình ăn cái gì. Ok, vào thôi. Và cái thời gian mà mình dậy không phải là buổi sáng mọi người, mà chính xác là buổi trưa. Tại vì hôm nay là thứ bảy nên là mình đã thức dậy trễ một xíu. Trời, mà kiểu giờ này mình đổi đúng nhiều mụn luôn á mọi người. Tại tuần trước mình mới vừa thi á, xong rồi cái mình phải thức đêm, xong rồi cái tùm lum tà lá hết trơn. Thì nói chung là vậy đó. Nhưng mà lúc mà mình thức dậy á là mình chưa có ăn liền mọi người, kiểu chưa có ăn sáng liền á, mà mình sẽ ăn một cái bánh và coi phim. Mình cũng không biết sao mình làm vậy nữa, nhưng mà thì nó lại vậy đó. Tại vì thiệt sự là lỡ nhưng mà có một ngày mình thức sớm đi chăng nữa thì mình cũng sẽ không có ăn sáng. Và ok, sau khi mà mình đã ăn xong rồi thì mình sẽ xuống dưới nhà để mình lấy một hộp sữa. Kiểu giờ này mình không uống sữa là mình chịu không nổi, thế cho nên là mình phải uống. Và mình chỉ dành chọn tình yêu của mình dành cho Family sau cái gì ta, sau cái Milo thôi nha mọi người. Còn tới Hachumil hay là cái Vitamil gì á thì mình vẫn uống, nhưng mà không thích bằng hai cái này thôi. Nhưng mà ý là kiểu nó vẫn ngon chứ không phải không ngon nha. Mà chắc tại tình yêu của mình dành cho hai cái này lớn quá nên là mình ít uống hai cái kia hơn. Thì nó lại vậy đó. Và bây giờ thì nói chung là cũng giờ trưa rồi, thế cho nên là mình đã vừa uống sữa mình vừa suy nghĩ là mình sẽ ăn cái gì cho buổi trưa ngày hôm nay. Và cuối cùng mình cũng đã quyết định được là hôm nay mình sẽ ăn bún. Và một mình không chỉ ăn một tô mà mình phải ăn hai tô mới được nha. Và đây là hai tô bún của mình, một tô là bún nước còn một tô là bún khô ăn với nước tương. Và bữa trưa của mình sẽ bắt đầu với một tô bún nước trước. Mọi người biết sao mình ăn hai tô không? Thiệt ra bình thường á mình ăn cũng không nhiều lắm đâu, nhưng mà từ bữa nay á mình thấy á trời ơi, món nào cũng ngon hết. Kiểu tự nhiên đi vô bếp á xong rồi cái thấy bún khô hay là bún nước gì nhìn cũng hấp dẫn cái con mắt của mình hết trơn á. Nên là mình quyết định ăn cả hai luôn. Ghê chưa? Ok, thì nói chung là cũng rất nhanh thôi, cũng đã tới cái muỗng cuối cùng của cái tô bún nước này. Và sau khi đang xong cái tô bún nước này rồi thì tất nhiên là mình sẽ ăn cái tô bún khô rồi đó. Và để có thể ăn được cái món bún khô này thì tất nhiên là điều đầu tiên mình làm đó là chan cái nước tương vô. Mà đặc thù của cái nước tương này là nó phải cay nha,
nó phải cay, nó không cay là không được, ok. Không, nhưng mà nếu như mà bạn nào không ăn được cay thì mình cũng có thể bỏ ớt ra, nhưng mà nước tương thì nên thêm một xíu đường vô ăn cho ngon nha mọi người, với lại thêm miếng tỏi nữa. Trời ơi thử đi, hơi bị ngon, nói thiệt á, không điêu miếng nào luôn. Nhưng mà khuyên thật lòng thì đối với cái nước chấm này, nếu như mà bạn nào mà ăn được cay á thì mình nghĩ là nên thêm ớt vô á, tại vì thêm ớt vô nó sẽ kích thích vị giác, ăn ngon hơn. Ok, thì nói chung là nó vậy đó. À còn khúc này nè, ăn cay cho dữ vô xong bây giờ ngồi thở. Nhưng mà mình hứa với mọi người luôn, cái món này nó ngon thiệt. Đó nên là thôi kệ đi mọi người, cay chút đâu sao đâu phải không? Thì ok, ăn uống xong xuôi hết rồi thì cũng dọn dẹp xong rồi cái lên phòng, mà mình tính là nhắm mắt ngủ xíu tại vì căn da bụng là trùng da mắt đó. Nhưng mà cuộc sống của một học sinh lớp 12 thì đâu có dễ dàng có được một giấc ngủ như vậy. Bây giờ là 3 giờ chiều và mình đang có một cái lớp học. Thế cho nên là bây giờ cho dù có buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống đi chăng nữa thì cũng phải ngồi dậy. Và để có thể tỉnh táo trong cái lớp học này thì mình đã ăn một cái miếng đu đủ mà mẹ mình đã đem lên cho mình. Không hiểu sao nhưng mà kiểu lúc mà mình buồn ngủ á, xong rồi cái có cái gì đó nhai 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 là nhai hồi lát tỉnh luôn á. Thấy ghê không? Và sau khi ăn được 2-3 miếng thì đây cũng là cái miếng cuối cùng. Và sau khi đã ăn cái miếng cuối cùng xong rồi thì mình đã bắt đầu vô học. Và có thêm một điều nữa là nó như vậy. Thì cái phốt này như từ đầu là mình đã nói là những cái bữa ăn trong ngày của mình đúng không? Thế cho nên là việc học nó đâu liên quan gì tới mấy bữa ăn đâu. Vì vậy cho nên bắt qua khúc này nha mọi người. Và sau khi học xong thì mình cũng đã ăn cử chiều. Và chiều ngày hôm nay thì mình đã ăn cơm với cá chiên với lại mít xào với lại mắm đu đủ. Thì ok, do mình thấy lạ nên là mình nghĩ là mọi người cũng thấy lạ giống mình, là mọi người đang suy nghĩ là cái mít xào là nó như thế nào đúng không? Thì thật ra là nó, đây cũng là lần đầu tiên mà mình ăn cái mít xào đó luôn á mọi người. Và mình thấy nó kiểu, nó ngọt ngọt mà nó không có ăn chung với cơm được. Mình phải đợi mình ăn cơm xong hết, xong rồi cái mình mới ăn cái mít xào đó riêng. Đó thì nói chung là vậy đó. Xong rồi cái mình lại coi yêu tinh, xong rồi cái mình khóc quá trời luôn mọi người. Vì mình buồn quá thế cho nên là mình lại đi ăn tiếp. Và để cho đỡ buồn thì mình đã ăn mì. Tại trong nồi này còn nữa. Thì đây là cái nồi mì mà ba chị em mình ăn nè, có cả kim chi ăn kèm nữa. Thì đó là các bữa ăn trong ngày của mình. Và ok, như vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Và bye bye mọi người, yêu mọi người. Bye bye.